Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Kiev tháo chạy khỏi quốc. Trong bối cảnh có các báo cáo về việc Nga bắt giữ hàng loạt binh sĩ Ukraine ở khu vực Yuvimovka, cảnh quay cuộc tháo chạy khỏi vùng quốc của lực lượng Kiev đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên mặt trận quốc, quân đội Ukraine đang tháo chạy khỏi Yuvimovka. Cảnh quay bằng UAV Nga cho thấy binh sĩ Kiev đã vứt bỏ vũ khí trang bị hạng nặng và xe cơ giới. Giao tranh nổ ra dữ dội ở Kupiansk. Tại đây, quân đội Nga đang tấn công về phía sông Oskil, xa hơn về phía nam Pichen. Họ cũng được cho là đã chiếm được ngọn đồi quan trọng. Sau tình hình không rõ ràng ở Siversk, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đột phá về phía bắc của Vesno-Kamenitsyan. Họ chiếm phần lớn núi trắng, ngọn đồi lớn nhất trong khu vực. Lực lượng Moscow giành được lợi thế chiến thuật mạnh mẽ và đạt được thành công ở Chasovka. Xe bọc thép và xe tăng cũng đang được sử dụng ở trung tâm thành phố. Định vị địa lý cũng cho thấy quân đội Nga đang tấn công từ phía nam và đã chiếm được các vị trí đầu tiên. Về phía Kharkov, quân đội Nga đã thành công trong việc chiếm được làng Maximilianivka sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Điều này cho phép họ tiếp tục cuộc tấn công trực tiếp vào Kharkov. Lực lượng Kiev xâm nhập vào vùng quốc đã thực sự sụp đổ quy mô lớn ở Mania, Nogia. Đây là khu vực đông dân cư duy nhất còn lại mà qua đó họ vẫn có thể thoát khỏi vòng vây khép kín của Nga, nhưng cơ hội rút lui an toàn đang mờ dần trước mắt họ. Quân đội Nga đạt được thành công trước đó và đang thực sự chuẩn bị đóng nắp nồi hầm, nhốt các đơn vị Kiev trong tọa độ lửa. Kênh Reuters cho biết chi tiết hơn, trên mặt trận quốc, lực lượng Moscow tiếp tục giành lại nhiều vùng lãnh thổ, hạ gục lực lượng Kiev. Tại quận Glukovo, có các cuộc giao tranh gần với ngôi làng Novikov hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Và về phía nam, các đội hình quân đội Ukraine đang chuẩn bị tuyến phòng thủ tiếp theo dọc đường sắt. Theo báo cáo, lực lượng Moscow đã gần như giành lại hoàn toàn lãnh thổ của quận này. Ở quận Koronovo, lực lượng Kiev đang cố gắng tấn công vào Zelenogorsk và các ngôi làng ở phía nam, nhưng họ đã phải rút lui với tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh các báo cáo về việc Nga bắt giữ nhiều binh sĩ đối phương ở khu vực Lyubimovka, cảnh quay về các thành viên quân đội Ukraine đang rút chạy đã lan truyền chóng mặt. Rõ ràng họ đã bị tập kích hỏa lực ở gần Tolstoyanka, nơi mà hình thành vòng vây có nút cổ chai rất hẹp. Ngược lại, gần khu vực này đã xảy ra vụ tấn công bất thành của lực lượng Moscow và họ mất một số xe bọc thép, bánh xích và bánh lốp. Tại quận Zuzha, cuộc tấn công không thành công khác của Ukraine đã được ghi nhận ở khu vực lân cận của Raskaya Konopelka. Đánh giá theo cảnh quay kiểm soát mục tiêu mới nhất, các đội hình Kiev ở Blikovo cũng đang bị bao vây và ngôi làng có thể thất thủ trong tương lai gần. Nga tấn công dữ dội, có bước ngoặt ở Chasovka. Lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu ở Kiev và các khu vực hậu phương khác của Ukraine kiểm soát bằng tên lửa và UAV. Đổi lại, Kiev cố gắng tấn công Crimea và cũng phóng UAV qua các vùng Bryan, Quốc, Belgorod và Orion. Về phía Donetsk, sau các cuộc giao tranh ác liệt, lực lượng Kiev ở Maximilianivka trên đường tiếp cận Kharkov đã thất thủ. Tại Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang củng cố vị trí của họ ở phần trung tâm của Katerinivka. Ở Bakhmut, Asmidivka, quân đội Nga đã có bước đột phá ở Chasovka. Trong suốt tháng qua, thì tình hình ở hướng này không xuất hiện trên báo chí quá thường xuyên do các sự kiện nổi bật ở các khu vực khác của mặt trận. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, quân đội Nga đã có thể đạt được tiến bộ đáng kể. Về phía bắc Chasovka, lính xung kích Nga đã chiếm một trong những cứ điểm chính tại kênh đào Sovetsky Donetsk Donbass ở gần Grigorovka. Nếu tiến xa hơn nữa ở đây, cho phép họ bỏ qua các vị trí của lực lượng Kiev trong thành phố và buộc đối phương phải rút lui. Về phía nam, thì quân đội Nga đã chiếm gần như hoàn toàn khu định cư Kalinovka của Kalinin. Việc phát triển trong khu vực này trở nên phức tạp do số lượng UAV của đối phương trên bầu trời. Tại trung tâm Chasovka, lực lượng Moscow đã mở rộng đáng kể khu vực kiểm soát của họ. Ở quận Ostiabaki, hoạt động của nhóm thiết giáp Nga đã được ghi nhận, đổ bộ quân vào trung tâm của đô thị Severnaya và Kharkov.
Ngoài ra, thì các chiến binh Nga đã đột phá qua hàng phòng ngự của đối phương từ đoạn đường cao tốc T-0504, giành quyền kiểm soát khu vực kiên cố rộng lớn của lực lượng Kiev trong khu vực trạm kiểm soát gần đường cao tốc. Vài ngày sau, thì cảnh quay xuất hiện xác nhận không chỉ việc củng cố mà còn tiến xa hơn đến Block 9 trong mỏ cát với việc dương cao cờ chiến thắng. Rõ ràng sau khi quân đội Nga chiếm được cứ điểm ở ngã tư đường, thì quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui vào khu đô thị kiên cố, cũng như là tháo chạy khỏi Klinicki. Cảnh quay binh sĩ Nga dương cao lá cờ và không sợ bị tấn công cho thấy lãnh thổ mỏ đá gần đó có lẽ đã được dọn sạch. Với việc chiếm được mỏ, viễn cảnh phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương ở khu vực Stupoki mở ra, cũng như là cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng Kiev trực tiếp ở phía nam của Chasovka. Cùng lúc đó, thì tại ở khu vực Donku 2 ở phía Bắc, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Xét đến quy mô của khu rừng, thì quân đội Ukraine sẽ cố giữ vững vị trí của họ ở đó càng lâu càng tốt. Theo đó, thì quân đội Nga sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương ở Chasovka và xa hơn về phía Nam, cố gắng chiếm thành phố trong thế gọng kìm. Những thành công của lực lượng Moscow đang được các nhà phân tích quân sự ủng hộ Kiev ghi nhận. Họ công bố những bản đồ mới về tình hình hoạt động và nêu rõ. Tại Chasovka, quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã cố gắng đột phá dọc theo phố Pivnitsnaya đến trường số 17. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục. Phía nam của Chasovka, lực lượng Moscow đột phá và cắm cờ trên lãnh thổ của mỏ Block 9, khẳng định quyền tự tin kiểm soát khu vực này. Các binh sĩ Nga từ khu vực này nói rằng quân đội Ukraine rõ ràng đã kiệt sức. Ukraine có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong vài tuần hay không? Ukraine lên tiếng bác bỏ sau khi mà truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin nói rằng Kiev dường như có khả năng chế tạo ra vũ khí hạt nhân trong vài tuần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Henry Tiki cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 17 tháng 10 rằng Ukraine không có kế hoạch phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và vẫn cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi báo Đức Bild dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh cho rằng Ukraine nói rằng nước này dường như có đủ khả năng để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần. Trước đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng để đảm bảo an ninh của chính mình, Ukraine sẽ cần phải gia nhập NATO hoặc cần có vũ khí hạt nhân. Nguồn tin nói với Bild rằng Kiev dường như đã sẵn sàng để sở hữu vũ khí hạt nhân vài tháng trước. Chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có kiến thức. Nếu mệnh lệnh được đưa ra, chúng tôi sẽ chỉ cần vài tuần để có quả bom đầu tiên. Báo Đức dẫn lời quan chức giấu tên cho biết. Ukraine từ lâu đã lập luận rằng Washington và các đồng minh của họ có nghĩa vụ bảo vệ Ukraine vì bản ghi nhớ Budapest vào năm 1994. Trong đó, Mỹ, Anh và Nga đã đưa ra các đảm bảo an ninh để đổi lấy việc loại bỏ các đầu đạn hạt nhân của Liên Xô cũ khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng phàn nàn rằng bản ghi nhớ Budapest vừa khiến Ukraine không có vũ khí hạt nhân để răn đe đối thủ, vừa mất an ninh. Trong khi đó, Nga cho rằng cuộc đảo chính vào năm 2014 ở Ukraine với sự hậu thuẫn của phương Tây đã khiến cho bản ghi nhớ bị vi phạm. Nga cũng cho rằng một Ukraine có vũ khí hạt nhân và có quan điểm đối đầu Moscow là mối đe dọa không thể chấp nhận được với an ninh của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, chúng tôi chính thức bác bỏ những lời ám chỉ của các nguồn tin của Bill liên quan đến các kế hoạch được cho là của Ukraine nhằm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ukraine đã và vẫn là một cam kết tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, sau khi từ bỏ năng lực hạt nhân quân sự mạnh thứ ba thế giới. Vào tháng 8 năm 2023, ông Alexei Daninov, người khi đó là quan chức đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã thừa nhận nước này gần như không có cơ hội để tự sản xuất ra vũ khí hạt nhân. Đối với kho vũ khí hạt nhân đã bị thu lại, hãy thực tế, điều này khó có thể xảy ra, không chỉ vì một số vấn đề chính trị mà còn về những vấn đề công nghệ. Theo ông, kho dự trữ tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Ukraine từng sở hữu là một thứ phức tạp. Tuy nhiên, ông cho biết đã có trường hợp các quốc gia phi hạt nhân được các đồng minh NATO đặt vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ. Tôi không thể nói là liệu điều này có khả thi trong trường hợp của Ukraine hay không. Ông thừa nhận cho rằng bất cứ nỗ lực nào của Kiev để có được vũ khí hạt nhân sẽ đối diện với những rào cản nghiêm trọng. Vào tháng 2 năm nay, nghị sĩ Ukraine Alexei Gonchachenko cho rằng nước này có thể cần vũ khí hạt nhân nếu không gia nhập NATO và cho rằng đây là phương án duy nhất cho sự sống còn của Kiev.
Theo nghị sĩ này, trừ khi Ukraine có được tư cách thành viên đầy đủ của NATO, nước này sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển hoặc là bằng cách nào đó có được vũ khí hạt nhân. Hai phương án mà ông nghĩ đến là Ukraine có thể liên minh với một cường quốc hạt nhân hay là khôi phục tiềm năng về vũ khí hạt nhân của Kiev. Phương Tây đề nghị Ukraine nhượng lãnh thổ để vào NATO. Zelensky cho biết đã có các quan chức phương Tây thảo luận về ý tưởng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy tư cách thành viên NATO, nhưng họ không trao đổi trực tiếp với ông về vấn đề này vì họ e ngại. Mọi người không bao giờ nói điều này với chúng tôi, mọi người e ngại phải nói với tôi. Ông cho biết kêu gọi những quan chức này đưa ra đề xuất trực tiếp với Ukraine mà không cần phải thông qua bên thứ ba. Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất hòa bình từ các quốc gia khác nếu chúng thực tế và không nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông cũng tuyên bố rằng lời mời chính thức gia nhập NATO là cách duy nhất để Ukraine có thể tồn tại sau một cuộc tấn công của Nga, và động thái này sẽ buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông đồng thời so sánh các cuộc thảo luận về việc mời Ukraine vào NATO giống như là các cuộc trao đổi và băn khoăn trước đó của phương Tây với việc cấp cho Kiev tổ hợp phòng không Patriot và tiêm kích F-16. Theo ông, ban đầu phương Tây đã từ chối những đề nghị như vậy, nhưng rồi họ cũng đã thay đổi quan điểm và đồng ý. Phản ứng đối với kế hoạch chiến thắng cũng giống hệt như đối với Patriot F-16, nhưng chúng ta phải làm vậy. Đây là cách duy nhất để Ukraine có thể sống sót, ông dự đoán. Trước đó, vào hôm 16 tháng 10, ông Zelensky đã trình bày trước Quốc hội Ukraine và giới chức phương Tây về kế hoạch chiến thắng Nga gồm 5 điểm, trong đó có lời kêu gọi NATO gửi lời mời để kết nạp Ukraine càng sớm càng tốt, cũng như là cung cấp vũ khí tầm xa và cho phép Kiev bắn sâu vào lãnh thổ của Nga. Nhà Trắng sau đó bình luận về bản kế hoạch này, nhấn mạnh NATO chưa thống nhất về việc đồng ý gửi lời mời Ukraine gia nhập liên minh. Một trong những bên phản đối kế hoạch chiến thắng của Ukraine mạnh mẽ nhất chính là Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thậm chí cảnh báo bản kế hoạch của ông Zelensky có thể dẫn Ukraine tới thất bại. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không tham gia vào việc này. Bạn không thể giành chiến thắng với kế hoạch kiểu này, ông Orbán nhấn mạnh. Bạn chỉ có thể thua với nó. Đó không phải là kế hoạch chiến thắng mà là kế hoạch thất bại. Thủ tướng Hungary nói thêm. Ông xác nhận rằng Hungary không có ý định tham gia vào việc thực hiện các kế hoạch quân sự như vậy và sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo phía Budapest, cuộc xung đột ở Ukraine không thể được giải quyết trên chiến trường, chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp ngoại giao. Do đó, đàm phán là cần thiết và chúng ta nên cố gắng chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt để trở lại cuộc sống hòa bình, ông Orbán nói. Trước đó, cố vấn chính trị của ông Balázs Orbán cảnh báo rằng kế hoạch này là con đường tắt để dẫn đến thế chiến thứ ba. Cho tới nay, thì Ukraine vẫn kiên định với quyết tâm vào NATO trong bối cảnh Nga coi động thái này là mối đe dọa an ninh trực tiếp với Moscow.